đúng không? Nếu mà anh em nào mà theo dõi nhiều ấy thì đều biết hai chiếc máy này rồi. Còn mình xin giới thiệu luôn, đây là hai chiếc Note 10 mà có giá rất là đẹp, chỉ rơi vào từ 10 đến 13 triệu thôi. Đó là chiếc Mi Note 10 Pro và chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite. Đặc biệt là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite đang có giá rất là tốt tại Hoàng Mà Mobile, chỉ khoảng 10 triệu 700 nghìn đồng thôi. Và hôm nay thì hãy cùng mình đánh giá hai chiếc Note 10 này xem là nó có gì khác nhau và bạn nên lựa chọn chiếc Note 10 nào trong phân khúc từ 10 đến 13 triệu đồng. Đầu tiên là mình xin khẳng định với anh em ấy là đây là hai chiếc điện thoại trong phân khúc giá tốt nhất rồi. Mình cảm thấy là trong khi sử dụng thì đều là rất tuyệt vời trong phân khúc từ 10 đến 13 triệu. Chỉ là mình muốn làm bài này để đánh giá xem là anh em nên chọn con nào mà phù hợp với ai hơn thôi nhá. Và bây giờ cùng đánh giá đến điểm đầu tiên là về thiết kế của hai chiếc máy. Đầu tiên là về cái thiết kế mặt lưng của hai chiếc máy thì anh em nhìn như kiểu là hai cái máy sinh đôi ấy, có một cái thiết kế màu sắc cũng khá là giống nhau. Ở phía sau là cái tấm kính nhìn rất là đẹp mắt và có một cái màu kiểu cầu vồng ấy. Một bên của Xiaomi Mi Note 10 Pro thì nó hơi có màu hồng xanh, còn phía bên Note 10 Lite thì là màu kiểu hơi vàng với cả xanh lá cây ấy. Thì cả hai màu này đều nhìn rất là đẹp và nhìn kiểu hơi anh em sinh đôi. Ở phía trên thì chúng ta có cụm camera của Note 10 Lite thì nhìn khá là vuông vức và kiểu có quy tắc, trong khi chiếc Mi Note 10 Pro thì mình ưng hơn một chút là nhìn cái cụm camera nhìn rất là công nghệ và có lòi lên một chút so với cả chiếc Note 10 Lite. Thì đây là mình nghĩ là một cụm camera mà mình đánh giá cao hơn là chiếc Note 10 Lite. Lại đến một cái phần gọi là sinh đôi tiếp, đó chính là cái phần cạnh bên của hai cái máy ấy, thì đều được làm từ nhôm không gỉ và nhìn rất là giống nhau, kiểu bóng, xong rồi các cái nút, vị trí đặt nút này cũng rất là giống nhau luôn, thậm chí là bo cong phía bên dưới nhìn gần như là 1910. Thậm chí là nếu mà bạn nào không biết ấy, thì có thể tưởng tượng cái chiếc Mi Note 10 Pro này nó hơi giống là chiếc S10 cơ. Thì đây là mình nghĩ là cũng không chiếc máy nào nhỉnh hơn chiếc máy nào cả. Rồi về cái phần gọi là thiết kế màn hình của hai chiếc máy ấy, thì cái này đúng là theo sở thích của anh em thôi, còn cả hai đều rất là đẹp. Chiếc Mi Note 10 Pro thì thực sự là nó rất là giống cái thiết kế của chiếc S10, mặc dù là nó chuyển cái ngôn ngữ thiết kế camera này sang thành hình giọt nước, vì vậy mà nó tạo cho cái viền phía trên của chiếc Mi Note 10 Pro hơi dày hơn so với cả chiếc Note 10 Lite. Còn cái phía cạnh bên ấy thì nó lại được vót cong như thế này, thì mình nghĩ là tùy sở thích anh em. Còn anh em nào muốn một cái màn hình mà kiểu viền mỏng này sau lại còn rộng thì chiếc Note 10 Lite này thực sự là một chiếc dành cho anh em. Còn với mình thì mình thích cái thiết kế màn hình của chiếc Mi Note 10 Pro hơn một tí, tại vì là kiểu bo cong như này, cảm giác là vuốt cái ứng dụng này sang tuột ra bên ngoài ấy. Thì mình rất là thích cái thiết kế màn hình như này. Chốt lại về cái phần thiết kế ấy, thì không phải là 1910 đâu, mà là đều là hai con 10 đấy. Chẳng qua là anh em thích kiểu thiết kế vuông vức này, đàn ông nam tính của chiếc Note 10, hay là thích chiếc Xiaomi, thì đấy là tùy lựa chọn của mọi người thôi. Còn mình hãy cùng di chuyển sang phần tiếp theo, đó là về phần màn hình. Xoay tay mệt quá, để ghi nhá. Xoay bằng tay mệt quá, toàn xoay bằng cơm rồi. Nói về cái trải nghiệm màn hình của hai chiếc máy thì cũng là 1910 luôn. Cả hai đều cho màu sắc rất là tốt này, sử dụng tấm nền thì con Mi Note 10 là AMOLED, còn con Note 10 Lite thì là Super AMOLED. Đặc biệt thì với Samsung ấy, thì màu sắc hiển thị luôn luôn có phần nhỉnh hơn các hãng khác. Có thể là do thuật toán hoặc là do nhà Samsung luôn luôn cố gắng đẩy cái màu của nó lên. Về độ lớn màn hình ấy, thì chiếc Note 10 Lite cũng nhỉnh hơn một chút với cái độ lớn là 6.7 inch, trong khi đó thì chiếc Mi Note 10 có độ lớn là 6.47 inch. Vì vậy mà chiếc Note 10 Lite đang chiếm ưu thế hơn cả về phần hình ảnh và cả về phần là không gian hiển thị. Còn về cái phần mà camera phụ ấy thì cũng tùy các bạn thôi. Còn với mình ấy thì mình thích chiếc Note 10 Lite hơn, bởi vì là cái phần nốt ruồi này nó cũng ảnh hưởng ít hơn so với cả phần giọt nước. Đấy, mặc dù là chiếc Mi Note 10 Pro sở hữu cái màn hình vót cong như thế này, tuy nhiên thì về phần màn hình mình vẫn phải chấm điểm chiếc Note 10 Lite này cao hơn, vì là cái không gian hiển thị cũng như là độ lớn này cùng với cái màn hình màu sắc của Samsung ấy, thì chiếc Note 10 Lite vẫn cao hơn so với cả chiếc Mi Note 10 Pro. Còn nếu mà với chị em nào mà thích kiểu cầm nắm sexy này, cong cong như thế này ấy, thì chiếc Mi Note 10 Pro cũng không kém quá nhiều so với cả chiếc Note 10 Lite đâu. Với cái phần hiệu năng của hai chiếc máy ấy, thì cả hai đều ở cái phân khúc cận cao cấp rồi. Vì vậy mà các cái tựa game hoặc là các cái tác vụ hàng ngày thì đều rất là mượt mà. Khi mà mình chơi PUBG này, Alphard hay là LOL thì không có vấn đề gì xảy ra. Mặc dù là nó không hỗ trợ là màn hình với độ quét cao 120Hz, tuy nhiên thì các tựa game đều có thể chơi rất là mượt mà và mang lại cho các bạn một cái trải nghiệm rất là tốt. Nếu anh em nào quan tâm đến phần thông số ấy, thì mình sẽ điểm qua là cả hai đều sở hữu RAM 8. Còn Mi Note 10 Pro thì là Snapdragon 730G. Còn chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite
thì nhỉnh hơn một chút là sở hữu chip Exynos 9810. Vì vậy mà các cái thông số về chơi game hoặc là các cái tác vụ làm việc hàng ngày ấy, thì chiếc Note 10 Lite vẫn nhỉnh hơn một chút. Khi mà mình chạy Geekbench cho cả hai chiếc máy ấy, thì chiếc Note 10 Lite đã tỏ ra chênh lệch hơn khá là nhiều. Khi mà cái điểm single core của nó là 702, trong khi là multi-core thì hơn tận khoảng tầm 300 điểm. Thì đây là mình nghĩ là một chiếc máy có cái hiệu năng tốt hơn so với cả chiếc Mi Note 10 Pro. Bây giờ thì hãy đến với phần so sánh mà mình nghĩ là chiếc Mi Note 10 Pro là phần xuất sắc hơn hẳn, đó chính là phần camera của nó. Không chỉ là với một cái thiết kế mà mình nghĩ là công nghệ hơn đâu, mà nó còn thể hiện rằng là nó còn có zoom 5x này, nó còn có là độ phân giải cao 108MP này, thêm nữa là nó còn có cả camera macro nữa, thì nó hoàn toàn hơn hẳn là 3 camera của chiếc Note 10 Lite. Về chất ảnh ấy, thì cũng là 19:10. Tuy nhiên là trên cái màn hình của Samsung ấy, thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm hình ảnh nhìn trông nó có vẻ bắt mắt hơn. Còn khi mà crop lên trên máy tính ấy, thì chiếc Mi Note 10 Pro thể hiện rằng là mình đã được chuẩn bị phần cứng rất là tốt. Hãy cùng đến với phần so sánh cuối cùng, nhưng mà không kém phần quan trọng mà mọi người rất là hay quan tâm, đó chính là về phần pin của hai chiếc máy này. Mặc dù là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite ấy, thì vẫn là thuộc dòng Note phục vụ cho việc làm việc, tuy nhiên thì viên pin của nó lần này đã kém hơn so với cả viên pin của chiếc Mi Note 10 Pro. Chiếc Mi Note 10 Lite thì có viên pin là 4500 mAh, trong khi đó thì chiếc Mi Note 10 Pro có viên pin lên đến là 5200. Vì vậy mà chiếc Mi Note 10 Pro có lợi thế hơn một chút so với cả chiếc Note 10 Lite. Các bạn yên tâm rằng là hai chiếc máy này thì đều có sạc nhanh, vì vậy mà để sạc đầy hai viên pin từ 4 đến 5.000 thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Khi nhắc tới dòng Note của Samsung thì người ta không thể bỏ qua đó là chiếc S Pen thần kỳ, với khả năng mang lại rất là nhiều tiện dụng, ví dụ như là vẽ này, ghi chú nhanh dành cho học tập hoặc là công việc. Nó cũng có thể biến thành một cái chiếc điều khiển từ xa với Air Gesture để thực hiện các cái nút bấm hoặc là thao tác tay. Ở Note 10 Lite thì đầu bút S Pen chỉ mảnh khoảng 0,7mm, nhưng mà nhận diện được tới 4096 mức độ lực. Khi mà trải nghiệm sử dụng, ví dụ như là bấm này hoặc là viết thì cho là thao tác rất là cao cấp. Nhiều năm qua thì Samsung luôn giữ cái ưu đãi này dành cho các chiếc máy Note ở phân khúc tầm cao của mình. Tuy nhiên thì năm nay nó đã rất là dễ tiếp cận với cả chiếc Note 10 Lite đang có giá rất tốt là hơn 10 triệu tại Hoàng Hà Mobile. Vừa rồi là cái phần so sánh nhanh của Hoàng Hà Channel về hai chiếc Note 10 mà các bạn rất là quan tâm, đó là chiếc Samsung Galaxy Note 10 Lite và chiếc Mi Note 10 Pro. Đối với mình thì hai chiếc máy này nó giống như kiểu 10 với 10 ấy, hai anh em song sinh. Mặc dù là mỗi chiếc máy thì phục vụ một mục đích khác nhau. Bạn nào mà ưa những chiếc máy mà tròn trịa này, cảm giác cầm nắm này, thiết kế bo cong và có cái viên pin tốt này, camera chụp ảnh đẹp thì chiếc Mi Note 10 Pro là một chiếc máy không thể bỏ qua. Còn nếu anh em nào mà ưa thích một cái chiếc máy thuộc dòng Note này, cầm nắm vuông vức này, màn hình rất là đẹp, độ phân giải tốt, cùng với đó là một cái chiếc S Pen ấy, thì các bạn không thể nào mà bỏ qua chiếc Note 10 Lite. Hai chiếc máy thì đều có giá rất là tốt tại Hoàng Hà Mobile. Các bạn có thể tham khảo ở phía dưới phần comment nhé. Cuối cùng hãy đừng quên ấn nút theo dõi kênh YouTube của Hoàng Hà Channel, bởi vì là nếu mà các bạn muốn bọn mình so sánh chiếc máy nào ấy cũng comment phía bên dưới luôn. Xin chào và hẹn gặp lại. Vừa rồi là cái phần đánh giá nhanh và so